Bạn từng thấy hàng chục nghìn người xuống sông bắt cá bao giờ chưa? Có người trực tiếp dùng lưới, có người dùng lồng tre, còn có người chèo thuyền. Dòng nước vừa nãy còn trong xanh nhìn thấy cả đáy, lập tức đã biến thành một ao bùn đen. Chỉ cần ngụp xuống khua bừa một cái, cũng có thể bắt được một con cá. Đây là một ngôi làng ở Bangladesh. Sương mù buổi sáng vẫn chưa tan, ngôi làng đã sôi động như thành phố. Một số dân làng ngồi máy kéo, một số người đi bộ, còn có một số người đi xe buýt, bắt đầu đến đây lườm lượm. Có người đi xe ba bánh còn mang theo một chiếc thuyền nhỏ. Ngã tư dài bất tận, không ngừng có người hướng đến đây. Hôm nay ở đây sẽ có một sự kiện lớn, mọi người ai cũng mang theo dụng cụ bắt cá. Họ sẽ tổ chức một sự kiện bắt cá cho 10.000 người ở đây. Nhiều người đã đến địa điểm tổ chức trước để chuẩn bị. Họ bắt đầu chỉnh lại trang phục, dân làng lớn tuổi ăn sáng, tích trữ năng lượng cho sự kiện bắt cá sắp tới. Sau khi chuẩn bị xong, họ cầm theo dụng cụ bắt cá, băng qua một đồng ruộng và tiến về phía ao cá. Dụng cụ bắt cá cũng khác nhau. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, giờ thì chỉ cần đợi xuống bắt cá. Hàng nghìn người tập trung trên bờ, đầu tiên xuống là những người dân cầm lưới, sau đó nhiều người đã nhảy xuống tham gia đội quân bắt cá. Đây là một mảnh người với giỏ tre, nhưng có vẻ như cá sớm đã bị dọa chạy hết, vẫn chưa có ai bắt được con cá nào. Trong đội quân bắt cá hùng mạnh này, có một vài chiếc thuyền lướt qua. Chỉ vài phút trước, hàng nghìn người đổ xuống ao, trên bờ vẫn không ngừng có người tiến đến. Một số dân làng táo bạo bắt đầu lặn xuống. Cuối cùng, trong sự cổ vũ của một nhóm người, con cá đầu tiên đã được bắt lên. Một con cá lớn như vậy đã thúc đẩy tinh thần của những người xung quanh. Sau đó lại có người khác bắt được cá, dân làng dùng kim thép đâm vào đầu cá, một sợi chỉ dày được sâu trên kim, cứ thế là đã cầm được cá trên tay. Sau đó sử dụng giỏ tre tiếp tục bắt cá, người đàn ông mặc áo xanh này bắt được một con cá lớn hơn. Anh buộc con cá trên lưới của mình, người bắt được cá ngày càng nhiều, tất cả đều buộc cá bằng dây thừng, để họ có thể tiếp tục bắt những con cá khác. Dưới giỏ tre của người đàn ông này có một con cá, anh để áo vàng giữ cái giỏ, còn mình thì lặn xuống. Khi ngoi lên thì đã có một giỏ cá đầy ắp, nước trong ao đã trở nên đục, nhưng ngày càng có nhiều người bắt được cá. Cuối cùng thì sự kiện đánh bắt cá đã kết thúc, những người bắt được cá vui vẻ về nhà, cũng có người mệt quá ngủ luôn trên máy kéo. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi, cứ mua đi, ngại chi về giá.